Trường Sa cập nhật tình hình ở Thái Lan, bất ngờ khi gặp Mạnh Quỳnh, hành trình tại Paris by Night 134 thật đáng nhớ. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào. Vậy là chiều nay thì Trường Sa đã sang Thái để hội ngộ cùng Mạnh Quỳnh và chuyến bay cũng đã đến nơi an toàn. Và được biết thì Tuyết Nhung còn gửi nhắn nhủ cho Trường Giang những lời nói rất vô cùng hài hước, giống như tính cách của em vậy. Tuyết Nhung có nói rằng đi nhớ mang quà về nha. Có thể đây là những cậu bé rất ngây thơ. Mặc dù lần này thì Tuyết Nhung vẫn em đang bận rộn với cái dự án kinh doanh riêng của mình, đó là mở một quán áo nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn là vì thế mà em sẽ không thể đi xem Paris by Night 134 cùng với Trường Giang được. Tuy nhiên là có Trường Giang thì chẳng sao có thể sẽ cập nhật tình hình tin tức cho đại gia đình Phi Nhung, cho Tuyết Nhung và cho tất cả khán thính giả của chúng ta. Bởi vì là sau nhiều biến cố thì dạo này Mạnh Quỳnh cũng khá là vất vả và mệt, nên là sự có mặt của Trường Sang ở Thái Lan có thể như một lời động viên gần gũi với hai thầy trò. Chắc chắn là sau những giờ tập ở Paris Panam 134 trình tập những bài trình diễn thì hai chú cháu sẽ có thời gian để khám phá Thái Lan. Chúng ta hãy cùng đón chờ những tin tiếp theo của Trường Sang và Mạnh Quỳnh. Đối với Trường Giang thì dù có được tham dự Paris by Night hay không, hay chỉ lần này là em chỉ sang xem thôi, nhưng đây cũng là cơ hội để Trường Giang có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, bài học vô cùng quý báu và vô giá. Lần đầu tiên được chứng kiến những vị tiền bối trong làng nhạc Bolero của mình ở hải ngoại, cũng như là những bậc thầy, bậc tiền bối, bậc cây đa cổ thụ trong ngày âm nhạc Bolero, thì lần này đây là một cơ hội rất lớn để Trường Sang có thêm nhiều động lực để học hỏi phát triển cho kinh nghiệm của mình sau này, cũng như là về truyền đạt lại cho những người bạn, những người em của mình, đó là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno, cũng như là Quỳnh Trang. Trường Sang thì em cũng được hỏi, và ở đây thì những cái kinh nghiệm trong nghề trình diễn sân khấu lớn của em thì cũng được tôi rèn nhiều hơn. Hy vọng là sau chuyến đi này thì Trường Sang sẽ học hỏi được rất nhiều và có thể mua quà về cho Tuyết Nhung cũng như là Thiên Ngân. Như là những lời mà em đã nói thì theo như thông báo thì Mạnh Quỳnh sẽ về cùng Trường Sang vào ngày 17, ngay khi Paris by Night 134 kết thúc vào đêm ngày 16. Và vào tuần trước thì Mạnh Quỳnh đã có tiết lộ rằng Mạnh Quỳnh có song ca với một nam ca sĩ. Tại đây Mạnh Quỳnh sẽ có một tiết mục rất mới lạ của Mạnh Quỳnh so với những lần trước đây. Thì Mạnh Quỳnh vừa hợp tác và song ca với lại những ca sĩ nữ, nhưng mà hiện tại bây giờ Mạnh Quỳnh muốn đổi gió và tạo một làn gió mới cho Paris by Night 134, cũng như là để lại một dấu ấn trong những chương trình mà anh đã gắn bó suốt hơn 20 năm qua này. Thì Mạnh Quỳnh có tiết lộ rằng đây là một ca sĩ trẻ có giọng hát rất là nội lực, thể hiện được có một cái hình ảnh bề ngoài rất là đẹp vạm vỡ. Có thể đây là một hình ảnh, và cái sự kết hợp này thì đã tạo nên một bước ngoặt ở đó mà Mạnh Quỳnh là người đại diện cho âm nhạc của thế hệ đi trước, kết hợp với ca sĩ này là một ca sĩ trẻ nhưng mà có rất có triển vọng, nhưng có danh tiếng ở trong ngành Bolero, thì là một sự kết hợp ăn ý giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước và thế hệ đi sau để tạo nên một màn trình diễn âm nhạc vô cùng bắt mắt và mới lạ đến cho khán thính giả của chúng ta. Nhiều khán giả thì cũng chia sẻ rằng đó có thể là đa nguyên, vì mọi người rất hy vọng rằng Mạnh Quỳnh cũng có thể có một màn kết hợp với Đan Nguyên một lần ở trên sân khấu của Paris by Night 134. Nhiều khán giả cũng chia sẻ với Trường Sang rằng cô chúc con đi Thái Lan, hai chú cháu vui vẻ, gặp nhiều may mắn và con nhớ mua quà tặng chung cho Tuyết Nhung nhé Trường Sang. Trường Sang thì cũng cuối tháng này vẫn bận rộn với rất nhiều lịch diễn khác nhau, cùng nhớ lịch để đón xem các chương trình của Trường Sang mọi người nhé. Vào ngày 29 tháng 10, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang và Trường Sang sẽ tham dự một đêm nhạc từ thiện tìm mẹ trong mơ. Đó là một đêm nhạc theo lời mẹ dặn, sẽ diễn ra vào 19 giờ đến 23 giờ tại nhà hát Bến Thành vào ngày 29 tháng 10 năm 2022, địa chỉ là số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Thành, quận 1. Đây là một đêm nhạc để vận động ủng hộ gây quỹ cho mục đích nuôi dạy trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Mỗi một tấm vé sẽ là một hành động nhỏ để có thể góp phần vào những chương trình từ thiện lớn và nguồn quỹ lớn để đóng góp cho những trẻ em bị mồ côi cha mẹ trong bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngày 29 tháng 10 thì Tuyết Nhung, Trương Lan, Trường Sang đã tham dự đêm này rồi, và tiếp theo thì sẽ là đêm nhạc. Đêm nhạc này sẽ được diễn ra ở Hà Nội trùng với địa chỉ điểm đã diễn ra đêm nhạc Tìm Mẹ Trong Mơ. Đêm nhạc
mang tên là Mạnh Quỳnh phiên chợ đời sẽ gồm có 20 ca khúc mà Mạnh Quỳnh tâm đắc nhất sẽ diễn trong buổi hát ngày hôm nay. Thì ngoài ra thì Trường Sang sẽ tham dự với vai trò là khách mời của người Dung Huệ. Hy vọng là đêm nhạc sẽ thành công tốt đẹp. Và như lần trước khi mà Tuyết Nhung tham dự Paris Panama 133 ở Los Angeles thì Tuyết Nhung đã được MC Ngọc Hân đưa đi rất nhiều nơi chăm sóc tận tình, và hy vọng lần này thì Trường Sang cũng sẽ gặp MC Ngọc Hân để cùng với MC Ngọc Hân thăm thú Thái Lan, cũng như có những kỷ niệm đẹp với cô MC tài năng này. Hân mới quay ở trong rạp ra, mới quay trong rạp, màn hình mờ quá ha, để lau màn hình chút xíu nha mọi người. Hân mới quay ở trong rạp ra. Thì bây giờ được break một chút xíu cho nên là đi ra đây kiếm đồ ăn vặt, đi vòng vòng ngắm cảnh, ngắm đường phố cho vui này nọ. Đây, bán quần áo nè. Và đây là An. Đó, An mấy hôm nay lăn lê bò lết với em. Mike là bất tỉnh nhân sự trong hotel rồi, bây giờ đang edit khoảng cỡ sơ sơ mấy chục cái clip. Bây giờ là An mới quay cho Hân ở trong rạp xong. Bây giờ hai chị em ra đây kiếm đồ ăn. Thì trong khu này có bán quần áo. Những cái con đường nhỏ nhỏ như vậy á, ở Bangkok, Thái Lan rất là nhiều mọi người. Là có những con đường nhỏ nhỏ mà bán đồ ăn vặt, rồi có những cái cửa tiệm nhỏ xinh lắm. Hello Chi Lê, hello Đặng Hồng Ngân, hello Hoàng Long, hello Minh Tinh. Trời, tên hay quá ha, Minh Tinh. Hi, anh Andy Vương ơi, Hân đang ở Bangkok, Thái Lan, ở ngay bên hông của Siam Paragon với lại là Novotel Hotel. Hello John. John là em trai của Ngọc Hân đó mọi người. Hôm nay là hai chị em chia ra hai nơi. John đi với gia đình Tuấn Phước đi tham quan Bangkok, Hân phải đi làm việc. Hello Kiên Nhẫn. Còn ai nữa không? Ai mà mình chưa có đọc. Hello Ứng Nhi. Nè, hôm nay em mặc váy. Đó, hôm nay mặc váy nè mọi người, hôm nay trở lại bánh bèo rồi. Để cho mọi người xem chung quanh ra. An ơi, muốn nhìn ôm em đi kiếm gì ăn. Rồi, rớt cho người rồi. Ở xung quanh đây có đó, có những cái cửa tiệm nhỏ nhỏ như vậy nữa nè. Rồi xong họ có những cái gian hàng bán đủ thứ hết. Đi Bangkok mình phải đi mấy cái mà hôm bữa đến giờ Ngọc Hân đa số là hôm ngày đầu tiên thì may mắn là được đi chung với chú Ngạn chị Duyên, cho nên cũng được đi một vòng Bangkok. Sau đó thì cũng bận cho nên cũng không có đi được nhiều ngoại trừ đi ăn. Nhưng mà hôm nay là mới quay ở trong rạp xong, bây giờ được break một chút xíu nên chạy ra đây. Tại vì qua đây qua đây là mọi người biết không, ở trong Siam Paragon á là đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang, ở trong vòng cái khu vực xung quanh rạp thì không nói gì nha, nhưng mà ở cầu thang, ở dọc các lối đi rồi ra ngoài cửa luôn là đều thấy poster Paris Panay 134 hết. Cho nên là mọi người có vé để tới với tụi em thứ bảy chủ nhật chưa? Thứ bảy thì suất thứ bảy thì sold out rồi, bán sạch sẽ vé rồi. Nhưng mà chủ nhật theo em biết hình như là còn vé có giới hạn lắm, nhưng mà vẫn là còn. Hello Trinh Nguyễn. Hồi nãy em đi vòng vòng thì có rất là nhiều người, em gặp rất là nhiều người Việt Nam. Xong cũng có khán giả hỏi là bây giờ nếu như mà muốn mua vé thì phải mua như thế nào? Thì cách đơn giản nhất và nhanh nhất mọi người ơi vẫn là mình tải cái app Thúy Nga PVN là viết tắt của Paris by Night xuống, rồi mình vào đó mình xem vé rồi mình thanh toán luôn thì nó nhanh hơn. Hello Lê Thẩm. Hello Ngọc Nguyễn. Hello Huỳnh Ngân. Hello Thi Soàn. Ngọc ơi, bây giờ em muốn chị nói tiếng Thái cái gì? Tiếng Thái là bây giờ chị chỉ biết nói đúng duy nhất một từ là khạp khung tha nữa. Hết rồi, mà nói còn nghi là đang nói không đúng lắm luôn á. Chào bằng tiếng Thái phải không? Tiếng Thái chào sao khạp khung tha phải không? Hello Tân Trần. Hà ơi Hà. Hân đang đi kiếm đồ ăn rồi nè Hà. Đây nè. Ói bụng quá trời luôn Hà. Ngọc Ngữ với Ngọc Hà là mới tới, xong rồi nãy với Hoàng Nhung
đi thăm thú Bangkok, Thái Lan này nọ rồi bây giờ đang nghỉ ngơi. Chút xíu nữa sẽ gặp. Hello Ngọc Thu, hello Sophia Nguyễn. Mi Sợi ơi, Johnny Trần ơi, mọi người điên đi tới đâu rồi? An em mua được cái gì nữa vậy? Hello Diệu Trần, cái này là cái gì nữa vậy? Nướng. Mực nướng. Cái cục này là một cái cục này, đây là mực hả? Đây mực phải không? Ok, còn cua nướng là cái nào? Ủa nguyên cái đùi luôn á hả? À nguyên cái này là thịt cua. An nó khoái ăn xiên que mọi người. Mày biết cái này là gì? Chả cá hả? Phải chả cá không? Hello Xu Phạm. Còn ra còn một que. Chị cũng muốn bắt cóc Song Ngọc lắm nhưng mà chút xíu nữa mới gặp Song Ngọc được, bởi vì bây giờ Song Ngọc đang nghỉ ngơi một chút xíu. Cô bé heo cũng đang ở hotel rồi. Qua đây mê nước dừa lắm mọi người. Nước dừa không? Mọi người đi chơi từ sáng tới giờ rồi. Chị mới được sổng chuồng ra thôi mọi người, còn gato gì nữa. Thôi bây giờ em livestream chút xíu để trò chuyện với mọi người một tí thôi. Và thông báo với mọi người là tụi em đã sẵn sàng cho hai show 14 và 15, 16, 15 và 16 tây tháng 10. 15 và 16 tây tháng 10 ở Siam Paragon Terrace Panay 134. Chuyển Ngọc Ngạn lời cảm ơn. Hẹn gặp tất cả mọi người. Em đi một chút xíu, em thấy có cái gì vui vui nữa em livestream nữa nha. Bye bye, bye đi ạ. Bye.